Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kim MMO. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia cái dự án iDrop của cái con WeRed token. Chain của nó là ETH và XLM. Dự án này sẽ nhận khoảng 10 đô la, tương đương với khoảng ở đây mình đã ấy rồi nhá. Mình đã làm và xác minh KYC và có nó là trả rồi mọi người. 2593 WXT mọi người nhé, tương đương với khoảng 15 đô la. Thì mọi người sẽ làm như sau. Mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký vào KYC dự án này nhé. Các bạn thấy là ở đây là cái thông tin về iROT này, còn ở đây là cách để các bạn đăng ký nhé. Đấy, ở đây thì mọi người sẽ chọn ở bên dưới là Countryside, thì mọi người sẽ chọn vào là Việt Nam nhé. Chúng ta kéo xuống dưới cuối cùng này, có chữ Việt Nam ở đây này, email này, password này. Upless. Đấy. Chúng ta sẽ phải nhớ cái mật khẩu nha. Lưu lại nhé. Đấy, nó sẽ gửi một cái thông tin về email của mình. Thì các bạn nhớ là vào trong email xác minh cái email cho mình nhé. Đây cái thông tin về rep của nó ở đây. Giới thiệu bạn bè này. Nhấn vào phần thưởng mở ứng dụng Wallet, sau đó ấn vào mời bạn bè, bạn sẽ tìm thấy link liên kết của mình. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn mỗi người mà bạn giới thiệu là 5 đô trong WTX khi họ mua 100 đô tiền điện tử thông thường qua WeZ nhé. Mỗi người bạn sẽ nhận được thêm 5 đô trong WXT khi người giới thiệu sử dụng Wallet của họ lần đầu tiên. Đấy, đây là bạn bè nhé. Những bạn nào mà giới thiệu sau bạn bè của mình như kiểu có chuyển vào chuyển ra trong 100 đô ấy, thì mình nhận được 5 đô mọi người nhé. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ ấn vào Confirm. Con này cũng chỉ là đăng ký và xác minh KYC thôi mọi người ạ, chúng cũng không 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 làm gì phức tạp cả. Sao vậy? Vào đi chứ. Im vậy. Đấy, bắt đầu chúng ta đi làm ấy nhá. Cái này là URED, ví dụ ở đây mình ghi là đây nhá, ví dụ ở đây là Vân Nam đi. Thạch Thất này. Hà Nội. Đấy, ví dụ như thế nhá. Ở đây thì ví dụ như kiểu số nhà, số làng, xóm các thứ ấy, nếu mà không có thì mình bỏ qua nhé. Còn ở đây city, ví dụ ở đây thì mình gọi là Hà Nội. Postcode thì Hà Nội ví dụ 100.000. Đấy. Postcode là mã bưu chính nhé. Ví dụ như kiểu Hòa Bình thì khoảng 400 bao nhiêu đấy. Thì còn Thanh Hóa ví dụ như kiểu khoảng 250.000. Đấy, ví dụ đấy là mã bưu chính nhé. Mà bưu điện đấy, các bạn không biết thì các bạn tỉnh nào mà các bạn không biết thì các bạn lên mà mạng mà search nhé. Đấy, ấn vào continue. Đây nhá, Vân Nam, Thạch Thất, Hà Nội. Hà Nội 1.000 này, Việt Nam. Ấn vào confirm. Ở đây thì first name, last name, ví dụ của mình là Lương Công Lực. Này thì mình phải là Lương Công ở trên và Lực ở dưới nhé. Last là name, ví dụ ngày tháng năm sinh thì mọi người chọn cho mình cái tháng này. Ví dụ của mình là tháng 12 đi, năm là 1990. Ngày mùng 20, đấy ví dụ như thế, Việt Nam này, ID number, ví dụ ID của mình nhé. Vì 11317747480, đấy ví dụ như thế. Số chứng minh thư nhân dân đấy nhé. Ở đây thì mọi người dán vào đây. Chúng ta sẽ dán cái số điện thoại của mình để xác minh, để verify nhé mọi người nhé. Đấy, ví dụ mình khoan đã, mình chờ mình ít để mình lấy số điện thoại. Ví dụ của mình là 01
003 thì mình chỉ bỏ số 0 đầu tiên đi nhé. 07 thì bỏ số 0 đầu tiên đi, 706 674 028. Nó sẽ gửi một cái code về cho mình nhé. Các bạn dán code vào đây. Chưa thấy gửi luôn mọi người ạ. Không thấy về luôn mọi người ơi. 706 674 028 đúng rồi anh. Chưa thấy về luôn. Chứ hôm qua là nó về luôn đấy. Sau đó các bạn ở đây là nó có một cái nhỏ nhỏ ở đây là giới thiệu bạn bè đây này. Thì mọi người ấn vào đây là nó sẽ thấy link mọi người nhé. Các bạn lấy link giới thiệu bạn bè thôi. Cái bước mà đến bước này này. Đấy, đến bước này thì xong thì các bạn sẽ điền cái code vào đây, ví dụ code này. Ấn code phim nhé. Đấy, nếu mà ok thì là nó sẽ đi thôi. Là nó sẽ cho mình một cái code để chúng ta nó cho mình một cái code để chúng ta quét code và tải app nha mọi người. Đấy. Thì cái này mình sẽ nói qua cho mọi người nhé. Thì mọi người làm thôi. Tải app về thì mọi người sẽ login bằng cái email cũng như là mật khẩu lúc nãy mình đã login. Login xong ấy thì nó sẽ yêu cầu chúng ta KYC. KYC thì chúng ta sẽ cứ ấn accept thôi. Sau đấy thì chúng ta sẽ chụp một cái chứng minh thư mặt trước, chứng minh thư mặt sau, sau đấy đến phần video nhé, thì chúng ta giơ thẳng mặt của mình. Đấy, thì khi mà nó hiện chữ ấy, ví dụ nó hiện số 3 số đi. 1 2 3 4 5 8 7 đấy, 9 10 đấy thì ví dụ nó hiện là 3 hoặc là 4 đấy nhá. 4 4 9 đấy, ví dụ như thế thì mình đọc là 4 4 9 đấy, ví dụ như cái đấy. Thì sau đấy thì ghi lại một cái video đấy thì mình gửi đi thôi nhé các bạn nhé. Đấy, ví dụ nó bảo là quay trái, quay phải thì mình sẽ quay theo đúng cái video mà nó chỉ nhé. Là ok thôi mọi người ạ. Chủ yếu cái đọc đọc số ấy mọi người đọc to và rõ ràng vào nhé. Thứ hai nữa là cái chụp ảnh ấy thì mọi người cũng thế, chụp ảnh to rõ ràng nhé thì mới ok. Đấy, thế là hết cái đoạn này nhé. Qua cái đoạn này là bắt đầu đến đoạn hiện code để chúng ta quét code và làm đấy, nhưng mà nó chưa có về cho. Thử lại xem nhé. Cái kia của mình là một phát là nó về luôn đấy. Mà cái này mấy lần mà chưa về. À về rồi, 471 703. Đấy, cái này thì mình sẽ chọn Việt Nam nhé. Đấy, bắt đầu verify nè. Đấy, bắt đầu các bạn quét code nha, hoặc là tải đây này. Tải app về và làm theo hướng dẫn của mình lúc nãy là xong mọi người nhé. Khoảng 5 phút hay là 10 phút sau là nó thông báo cho các bạn đã KYC thành công và cộng point cho mọi người thôi. Đấy. Cộng cái coin này khoảng 15 đô la thì mình cũng chưa biết là nó cho trao đổi như thế nào. Nhưng mà nghe một số bạn bảo là min trao đổi là 5.200 hay sao ấy. Tức là các bạn sẽ phải giới thiệu được hai bạn nhé các bạn nhé. Các bạn sẽ phải giới thiệu được hai bạn nạp tiền vào ấy mọi người ạ. Chứ còn mai kia là nó thay đổi, nó cho giao dịch ít hơn là thế nào thì mình chưa biết đâu. Đấy, thì mình sẽ để link ở bên dưới cho mọi người cùng tham gia nếu mà các bạn muốn tham gia các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu mà rút được hay là có thông báo gì thì mình sẽ đăng lên kênh của mình sau nhé mọi người nhé. Tức là chúng ta làm thì chúng ta đừng có làm như kiểu là muốn ăn ngay được. Cái gì thì cái cũng phải rất là chờ thời gian nó mở rồi, nó bán, nó lên sàn, các thứ thì mình mới ăn được. Chứ không phải làm phát là ăn được luôn đâu mọi người nhé. Mình sẽ để link ở bên dưới cho mọi người cùng tham gia. Cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này.